Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với series Minecraft Vua Rồng. Ta da, yeah. Ok. Ok anh em ơi, thì series Vua Rồng của mình đến nay cũng đã được 6 tập rồi. Thì nếu như mấy bạn thích mình làm cái series Vua Rồng này thì đừng quên là để lại cho mình một like, một share và nhấn vào nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên của Hero Team để đăng ký hộ cho các thành viên của Hero Team đó nha. Và đừng quên là hãy nhấn vào nút like ủng hộ cho video này đạt được 10.000 like nha các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào video thế nào. Let's go. Thì ok các bạn ơi, mấy bạn có biết gì không? Trong tập trước á, mấy bạn có nhớ trong tập trước mình làm gì không? Bạn nào nhớ trong tập trước mình đã làm gì, mấy bạn nhớ bình luận cho mình biết nha. Mấy bạn có 5 giây để bình luận nha. 5, 4, 3, 2, 1. Ok mấy bạn ơi, những bạn nào đã đoán đúng rồi thì cho mấy bạn một tràng pháo tay. Ok. Đó, thì hôm qua mình đã đập Lucky Block mấy bạn ơi. Thì trong lúc đập Lucky Block mấy bạn biết chuyện gì đã xảy ra không? Đó chính là con rồng Ender của mình đã biến mất rồi. Trời là trời, không biết nó đi đâu mất tiêu rồi mấy bạn ơi. Mình đi tìm xung quanh đây không hề thấy nó đâu luôn. Rồng ơi, mày đâu rồi? Không thấy đâu hết, chỉ có con rồng nước là ở kế bên mình thôi. Còn con rồng Ender nó bay đâu mất tiêu rồi. Cho nên hôm nay mình nghĩ rằng là chúng ta đành phải gọi là dành ra một ngày để đi kiếm con rồng Ender các bạn ơi. Rồng Ender đi lạc mất tiêu rồi, không biết nó đi đâu mấy bạn ơi. Trời ơi, mình nhớ nó quá. Thôi được rồi, ok. Bây giờ mình sẽ cưỡi con rồng nước của mình đi kiếm rồng Ender mới được. Bay lên nào. Bay lên. Rồi, cùng nhau đi kiếm rồng Ender các bạn ơi. Rồng Ender ơi, hãy đợi anh sẽ đi kiếm con. Ok, bay lên đi kiếm rồng Ender các bạn ơi. Mình nghĩ rằng á là con rồng Ender nó đã bay đi đâu đó xung quanh khu rừng này mà mình không thấy được. Cho nên là mình bây giờ phải đi kiếm nó, không thôi nó bị bắt cóc đem qua Trung Quốc bán nội tạng bây giờ. Trời ơi là trời, đúng là rồng. Con rồng này ngu ngốc thiệt chứ. Trời ơi là trời, bay đi đâu mất tiêu. Rồi mình sẽ đậu ở đây để mình xem thử coi nó có xung quanh đây không. Rồng ơi, rồng Ender ơi, con đang ở đâu vậy? Rồng ơi rồng. Trời ơi, không thấy nó đây mấy bạn ơi. Rồng Ender ơi. Con rồng đâu ta? Hình như cái chỗ này là một cái bãi rồng nữa bạn. Mình thấy chỗ này đất đá đồ nó bị thiêu đen hết rồi nè. Hình như là có một con rồng mới đi ngang qua đây thì phải. Có khi nào là con rồng Ender của mình không ta? Có khi nào là con rồng Ender của mình đúng không các bạn? Không không, con rồng Ender của mình nó đâu có phun lửa đâu, nó chỉ phun cái gì tím tím thôi mà. Để bay lên xem tiếp coi. Rồng Ender. Ôi. Ui mấy bạn ơi. Ui mấy bạn ơi, hình như bên kia có một con rồng bị chết hay sao kìa các bạn. Wow. Một con rồng màu xanh. Để mình bay lại coi. Ủa bạn ơi, một con rồng. Ôi dạ, rồi. Một con rồng mấy bạn ơi. Một con rồng cây hay sao á. Hình như nó chết rồi. Ê nhóc. Quay. Hình như là nó chết thiệt rồi các bạn ơi. Nó nằm im luôn. Hay là nó đang ngủ ta? Có khi nào nó đang ngủ không mấy bạn? Mình nghĩ chắc là nó đang nằm cái tướng này chắc là không phải nó đang ngủ đâu. Mình nghĩ rằng là nó chết rồi đó. Hợp lý các bạn ơi. Hình như là mình nghe nói trong cái game này nè, là con rồng chết chúng ta có thể lấy được xương của nó với lại lấy được da của nó để làm vũ khí sao á. Vậy bây giờ mình sẽ thử mình lấy da của nó nha. Rồi mình sẽ lấy da lấy xương của nó. Ui trời, mới lột có miếng da thôi giờ còn xương không. Ok, lấy xương luôn. Rồi lụm da nè, lụm xương nè. Quá trời đồ luôn. Ok, để mình xem coi. Mình đã lụm được 21 cái da của nó với lại rằng là 10 cái xương. Đó, 10 cái xương các bạn ơi. Với lại một cái đầu của nó nè. Ok, rồi, được, hợp lý. Yeah, được rồi. Bay về nhà thôi. Vậy là chúng ta đã có được thêm gọi là da rồng với lại xương rồng để chế tạo vũ khí các bạn ơi. Quên nữa. Hình như hồi nãy là mình đang đi tính mình đi kiếm cái con rồng Ender của mình mà ta sao tự nhiên bây giờ mình đi kiếm được con rồng chết ta. Có khi nào con rồng Ender của mình cũng chết luôn rồi không? Mình nghĩ chắc không đâu, thôi kệ đi. Mặc kệ đi, nó đi lạc, cho nó đi lạc luôn đi. Thứ vô dụng gì đâu quá trời. Nghĩ sao lại đi lạc cái ta. Mấy bạn ơi, mấy bạn có muốn mình kiếm lại con rồng Ender không? Bạn nào muốn mình đi kiếm lại rồng Ender thì nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Còn bây giờ mình nghĩ rằng chắc mình không nên đi kiếm nó đâu, chó đi lạc luôn đi. Kệ đi, kệ bà đi. Con rồng vô dụng, đi lạc. Thở là trời. Bây giờ mình đã kiếm được một cái bộ xương rồng với lại da rồng rồi. Mình sẽ chế tạo cho mình vũ khí siêu mạnh mấy bạn ơi. Mình nghĩ rằng là chúng ta có thể sắp có vũ khí mạnh rồi đó. Ok. Rồi để mình xem coi. Đầu tiên cái đầu của con rồng mình sẽ làm gì đây ta? Trang trí đi nha. Đầu của con rồng mình sẽ để ở trước nhà. Trời. Trời ơi trời.
trời là trời. Các bạn nhìn nè, chéo đầu rồng ở đây nhìn nó tục gì đâu luôn á. Thôi lấy xuống. Thôi chéo đây nhìn xấu lắm các bạn ơi, mình sẽ đem trên lầu mình treo đi. Chéo dưới đây nhìn xấu quá. Ok. Rồi. À, mình sẽ xây lên một cái bục như thế này. Đó, ok. Xây cái bục như thế này nè. Rồi mình chéo đầu rồng lên. Đó. À, nhìn hợp lý các bạn. Treo cái đầu rồng ở trước đây nhìn quá hợp lý luôn. Nhìn nó bự bự sao á. Ơi đáng lẽ là mình phải kiếm hai cái đầu rồng các bạn ơi, chứ một cái thì nó không được tương xứng cho lắm, phải kiếm hai cái luôn. Vài bữa nữa mình đi mình giết thêm con rồng nữa, mình kiếm cái đầu rồng coi. Khoai đã, hay là giờ mình chặt đầu con rồng mình ta. Giỡn thôi, chặt đầu con rồng mình là mình mất con rồng luôn á. Có được cái đầu rồng rồi nè, còn xương rồng để mình xem có thể chế tạo được gì nha. Để mình vào nhà mình xem coi, xương rồng phải không, để mình xem nha, xương rồng thì chế tạo được gì ta. Đây các bạn ơi, mình đã tìm ra rồi, xương rồng có thể chế tạo được rất là nhiều vũ khí ở chỗ này luôn. Thì đây, trong đây mình thấy là món vũ khí mạnh nhất hả? Mình nghĩ là cái này là mạnh nhất nè. Đó, cái này là mạnh nhất nè. Còn khi mà chế tạo qua thành vũ khí lửa đó, là có nghĩa là chúng ta cần phải có thêm hơi thở của rồng. Hơi thở của rồng, chúng ta chỉ cần lấy cái chai, chúng ta lại chỗ con rồng chết á, chúng ta lấy cái hơi thở của nó. Nhưng mà bây giờ hồi nãy là mình chưa kịp lấy rồi, cho nên là mình không có được cái chai này, cho nên mình sẽ làm cái kiếm xương rồng bình thường thôi. Đó. Ok, mình nghĩ rằng cây này sẽ là cái cây mạnh nhất mà chúng ta cần trong tương lai nè. Bây giờ mình chế cái que này trước đi. Cái que này cần có cục len với lại mấy cái que. Ok. Rồi, đầu tiên mình sẽ chế cái que trước nè. Đó, chế cái que. Ok. Sau đó là gọi là chế thành cái kiếm. Đây, cái kiếm này. Ok. Chế tạo. Đó. Và chúng ta đã có được cây kiếm của rồng. Ồ, cây kiếm màu trắng mấy bạn ơi. Nhìn ngầu thật sự luôn á. Vài bữa nữa mình sẽ nhuộm cho nó hơi thở của rồng, là mình sẽ có được cái kiếm rồng luôn. Wow, kiếm hơi thở rồng. Ồ, quá mạnh. Rồi, để xem coi. À, cái kiếm này là có đến tận 10 sức tấn công lận. Quá mạnh luôn. Wow. Ok, rồi còn vảy rồng thì làm được gì ta? Vảy con rồng hả? Để mình xem coi vảy rồng làm được gì nha. Đây, ok, bên chỗ này theo như mình nghiên cứu thì vảy rồng có thể chế được giáp rồng mấy bạn ơi. Thì vảy của mình chính là vảy xanh lá cây đúng không? Thì mình sẽ chế được giáp rồng xanh lá cây. Đây, giáp này chúng ta có thể chế được cái nón nè. Rồi mình sẽ chế cái nón nha. Đó, click vào chế được cái nón. Rồi ok, chế thêm cái quần. Đó, chế được cái quần. Rồi chế thêm cái áo. Rồi chế được cái áo luôn. Bây giờ còn thiếu chế thêm cái đôi giày nữa là hợp lý luôn, nhưng mà bây giờ mình hết rồi. Ok, mình sẽ cởi giáp ra, mặc cái giáp rồng vào. Wow, mang cái đôi giày kim cương vô. Wow, đẹp quá mấy bạn ơi. Nhìn nè, các bạn nhìn cái mặt của mình đi. Trời ơi là trời, trắng bóc luôn. Ok. Nhưng mà kỳ nha, tại sao mà bây giờ mình lại không có cái đôi giày ta? Đeo cái đôi giày kim cương nhìn nó kỳ thế nào á. Nhìn nó không được đẹp. Phải có đôi giày rồng luôn nó mới đẹp. Trời ơi là trời. Ủa gì đây? Ôi mấy bạn ơi, con rồng Ender tự về nhà luôn rồi nè. Trời ơi là trời, con quỷ. Mày đi đâu vậy hả? Mày đi đâu mày biết là tao ở nhà tao lo cho mày đúng không hả rồng Ender? Trời ơi là trời. Mình không ngờ là con rồng Ender nó có thể tự tìm đường về luôn các bạn ơi. Wow, cũng hợp lý nha. Rồng nó cũng thông minh phết, nó biết tự tìm đường về luôn. Ha, mấy bạn ơi, mình đang có một ý tưởng như thế này, không biết rằng là nó có hợp lý hay không. Đó chính là sau khi mà mình kiếm được cái xác chết của con rồng, thì mình nghĩ được rằng là trong cái thế giới này chắc chắn sẽ còn có nhiều những cái xác chết của rồng nữa. Cho nên mình nghĩ rằng là mình sẽ đi kiếm thêm những con rồng tiếp mấy bạn ơi. Đó, biết đâu là mình đi vòng đây, lỡ rằng ở xung quanh đây có thêm một con rồng nào đó chết nữa thì sao, thì mình sẽ lấy được da của bọn nó và mình sẽ chế tạo thêm vũ khí, đúng không? Đó, hợp lý. Ok, còn không thì mình đi kiếm thêm rồng để mai này mình tìm mình chế tạo vũ khí rồi mình qua mình giết nó cũng được nha. Ok, rồi bây giờ nè, để đầu tiên mà khi mà mình gặp được rồng á thì mình nghĩ rằng mình sẽ phải chế cho mình một cái chai để mình đựng cái gì ta, người ta gọi là gì nè, hơi thở của rồng, đúng rồi. Mình sẽ lấy theo cái chai thuốc hồi máu nè. Ở đây, ơi ở đây có chai thuốc super hero nữa bạn. Mình sẽ lấy theo chai thuốc super hero. Rồi, chai thuốc super hero này uống vào là mình sẽ có sức mạnh, mình sẽ đánh lại con rồng. Ok. Rồi, bây giờ là mình sẽ ăn quả táo vàng vào để hồi máu nữa. Ok rồi. Bây giờ chúng ta đã có được rất là nhiều đồ và vũ khí rồi. Mình nghĩ rằng là chúng ta đi kiếm rồng được rồi đó. Ok, đi kiếm rồng thôi. Let's go. Ơi các bạn ơi, mình thấy có một cái bãi rồng ở bên dưới kìa. Ôi. Ui, một con rồng lửa. Chạy. Ui, một con rồng lửa bạn ơi, chạy thôi. Ui, nó trên trời kìa. Ôi trời. May quá bạn ơi, mình mà không chạy kịp là mình bị chết rồi đó. Xuống dưới. À, chết rồi, mình còn có 3 máu thôi. Mình phải ăn táo vàng cho thôi. Ăn vô. À, trời, may quá.
Mấy bạn ơi, mình mới vừa thấy một con rồng lửa. Mình nghĩ rằng là xung quanh đây chắc chắn sẽ còn nhiều con rồng khác nữa, cho nên mình sẽ đi kiếm tiếp nha. Hy vọng là mình sẽ kiếm được con rồng nào đó nó đã chết để mình lấy hơi thở của nó. Chứ bây giờ hiện tại mình vẫn còn đang rất là yếu, mình không thể nào mà chiến đấu với con rồng kia được. Đó. Rồi bây giờ mình phải đi kiếm tiếp thôi. Đi thế nào rồng? Bên đây là có con rồng lửa nè, một tí nữa mình sẽ đánh dấu lại. Rồi mình sẽ đi tiếp nha. Coi coi xung quanh đây còn con rồng nào nữa không? Ồ mấy bạn ơi, bên đây mình lại thấy thêm một cái bãi rồng nữa rồi. Mình nghĩ rằng bên đây sẽ có thêm một con rồng nữa nè, để bay qua nha. Xem coi mình có đoán đúng không nha. Ồ. Ui thấy chưa? Nguyên con rồng luôn. Ui chạy chạy. Chạy. Ui trời ơi. Nguyên một con rồng luôn các bạn ơi. Wow, ok rồi. Bây giờ mình sẽ cho hai con rồng đánh nhau nha. Con rồng rồi. Mình sẽ cho con rồng của mình nó phun lửa. Mày hả? Chết mày đi. Wow. Ui còn con rồng nào nữa hả? Mình nghe tiếng nữa kìa. Ui còn trên đầu mình các bạn ơi, trên đầu mình còn con rồng nữa. Ơi, ở bên dưới còn một con rồng nữa. Phun lửa. Tao phun lửa chết mày luôn nè. Chết đi. Phun lửa đi rồng. Phun lửa. Chết mày đi. Ôi, mấy bạn ơi, con rồng phía trên mà nó mạnh quá, con rồng của mình quấn không lại rồi. Chạy thôi. Ôi, chạy. Ôi trời ơi mấy bạn ơi. Con rồng của mình quấn không lại con rồng bên kia. Chạy. Ôi, khó quá, pha này khó quá. Trời ơi bạn ơi. Con rồng phía trên mà bọn nó mạnh quá, con rồng của mình không thể nào đánh lại được. Con rồng của mình phun lửa không có lại. Để mình đi qua đây mình xem coi. Hình như là hồi nãy mình thấy một cái xác chết của một con rồng đã chết bên đó thì phải. Mình sẽ lấy thêm cho mình cái chai Super Hero này mình uống vô. Uống vô. Rồi ok, uống vô rồi. Bây giờ mình sẽ chạy qua đây. Ui kìa mấy bạn ơi, mình thấy rồi. Trước mặt mình là một con rồng lửa đã bị chết. Mình sẽ qua mình lấy hơi thở của rồng nha. Rồi lấy nè. Lấy hơi thở của rồng. Ok, lấy được hơi thở của rồng rồi. Ui bọn nó còn trên đầu mình nè. Ok được rồi, mình sẽ lấy luôn cái xác của nó. Lấy luôn da, lấy luôn xương luôn. Lấm. Rồi chạy. Chạy thôi rồng ơi, chạy. Không biết còn đấu lại không ta? Rồng ơi, mày đánh lại không? Hay đánh thêm lần nữa nha. Mình sẽ đánh thêm lần nữa coi mình đánh lại không nha. Ok. Mình sẽ lấy cái kiếm rồng ra mình đấu với con rồng kia. Con rồng kia đâu rồi? Rồng đâu? Ra đây. Đấu thêm trận nữa đi. Phun lửa. Chém. Ui. Chém mày chết nè. Ai. Rồi xong. Ui chạy. Ô, cứu tôi với. Tôi bị rồng gì? A! À. Chết mấy bạn ơi, chết rồi. Chết rồi, may quá mình chạy kịp ơi. Chạy. Ui. À. Lại đây con rồng kia. Lại đây. Ôi trời, lắc quá. Mày hả? Mày lại đây. Mày nè. Trời ơi bạn ơi. Mình đã chiến thắng rồi. Sau một thời gian chiến đấu với con rồng, mình đã chiến thắng rồi. Xung quanh đây xuất hiện quá trời người lửa luôn. Mình phải giết mấy con người lửa đã. Bọn nó trên đây quá trời nè. Mày hả người lửa. Chạy đi. Cút. Con này cút luôn. Cút. Người lửa nè. Mình uống miếng nước đã. Trời. Uống miếng nước. Mình đang đấu với con rồng xong mình bị mờ mắt luôn các bạn ơi. Con rồng này nó khỏe quá. Rồi. Con rồng trên kia xuống đây mày. Ở nhầm, con người lửa xuống đây mày. Mày nhiều chuyện nè, tránh ra. Ok, lượm cái dồi của nó luôn. Con người lửa kia lại đây luôn mày. Lại đây. Xuống đây mày. Mày xuống đây. Mày nhiều chuyện nè. Này cho mày nhiều chuyện nè. Ui, con gì vậy? Ui con gì cơ bạn ơi? Con gì nhìn lão vậy? Mày nè, mày nhiều chuyện. Mày nhiều chuyện hả mày? Ok rồi mình giết rồi. Cuối cùng thì mình cũng đã giết được. Mình cũng đã giết được cái con rồng màu đen này rồi. Mình nói thiệt với các bạn luôn nha. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình đấu với một con rồng từ trên trời mà đấu từ trên trời xuống dưới tận dưới đất luôn á. Hỏi là trời, con rồng này nó khỏe gì đâu luôn trời. Thôi rồi bây giờ mình sẽ enchant cái bình thuốc của mình cho cái cây kiếm nè. Khoan từ. Bây giờ là mình nghĩ rằng mình sẽ phải chế tạo thêm những cái gọi là bình thuốc
để mình lượm thêm cái gì ta, hơi thở rồng mấy bạn ơi. Ok, mình sẽ để con rồng nằm đây đi, mình tí nữa mình sẽ quay trở lại sau. Còn bây giờ thì mình nghĩ mình sẽ phải đi về nhà trước đã. Ok, cái kiếm của mình đâu rồi? Còn con rồng ở trên trời này thì mình nghĩ rằng là tập sau mình sẽ giết nha, còn tập này mình tha cho nó đi. Mình giết một con rồi được rồi. Ok, một con bên đây là bị mình giết rồi nè. Bây giờ mình sẽ để cho nó nằm ở đây luôn, và lần sau mình sẽ tới để mình lấy hơi thở của rồng. Đó, còn bây giờ cho nó nằm đây đi. Còn giờ thì mình về mấy bạn ơi. Mình về chứ mình mệt lắm rồi. Ôi, không ngờ lần đầu tiên trong cuộc đời mình mới có thể giết được con rồng luôn á. Ghê không, ghê không? Ok, và mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã dài rồi, và mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như các bạn thấy thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like, một share và nhấn vào nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình, cùng với kênh YouTube của các hành viên của Team Hero đó nha. Và đừng quên là đăng ký họ cho mình lên 1 triệu subscribe nha các bạn. Còn bây giờ mình kết thúc video đây. Con rồng này nó kinh khủng quá. Ok, bye bye mọi người. Yêu anh em phải nồi. Bye bye.